Nó và tôi. Tác giả Lê Phi Ô. Đơn vị tôi vừa hoán chuyển vùng hoạt động với đơn vị bạn. Mấy ngày liên tiếp phải lo tu sửa hệ thống phòng thủ. Hôm nay rảnh rỗi, tôi và Trường ngồi uống cà phê ở câu lạc bộ. Một anh lính trẻ ngồi gần bên nói: "Thưa ông thầy." Lính trẻ thường gọi cấp chỉ huy như thế. "Em thấy cách đây vài trăm thước trên đường xuống chợ có một quán cà phê. Cô chủ quán đẹp ơi là đẹp." Anh ta chưa dứt lời, Trường vội hỏi ngay: "Ê Long, đẹp bằng bạn gái của thiếu úy Phi Ô không mày?" Long cười cười không nói. Tánh thằng Trường là như thế, hễ nghe tới gái là mắt nó sáng lên. Có lẽ tôi cũng giống nó ở điểm này. Tôi và Trường ở cùng xóm, thân nhau khi hai đứa còn con nít. Năm đề ngũ, trong lớp có cô bạn tên Sương, cả hai đứa tôi cùng mê. Nhưng khi thấy thằng Trường đắm đuối quá, nên tôi tự động rút lui nhường cho bạn. Tình yêu học trò ngớ ngẩn làm sao? Thằng Trường và Sương khi gặp nhau chỉ nói chuyện vớ vẩn, hỏi nhau mượn sách vở, mấy ngày nghỉ học ở nhà làm gì, vân vân và vân vân. Chỉ bấy nhiêu chuyện mà hễ mỗi lần gặp nhau nói hàng giờ cũng không hết. Có hôm thằng Trường trao trả cuốn vở cho Sương, hai đứa lỡ chạm tay nhau, mặt thằng Trường cứ nghệch ra, còn Sương thì cúi gằm mặt xuống bàn suốt cả buổi học. Nhà tôi và Trường cách nhà Sương một con sông, mùa hè nước chỉ sâu tới ngực chúng tôi. Người dân hai bên qua lại bằng đò, đến 8 giờ tối đò hết đưa, muốn qua sông chỉ còn cách lội xuống nước. Thằng Trường muốn qua thăm Sương thường rủ tôi đi. Ban đêm trời tối om, tôi đang chần chờ không biết qua sông bằng cách nào cho áo quần khỏi bị ướt. Thằng Trường lôi tôi vào một bụi rậm, bảo tôi cởi hết áo quần ra. Nó cũng thế, hai đứa trần truồng bắt đầu lội xuống sông quần áo đội trên đầu. Một tay đưa lên vịn quần áo để khỏi bị rớt xuống nước. Qua bên kia sông, cả hai đứa lại chui vào một bụi rậm, chờ cho khô người rồi mới mặc quần áo vào. Có hôm vì gấp, thằng Trường bảo tôi giang hai tay ra quạt như con gà vỗ cánh, còn người thì nhảy tưng tưng để những giọt nước trên người rớt xuống để cho mau khô. Hai đứa cứ trần truồng nhảy tưng tưng như khỉ mắc phong. May mà chỗ khúc sông này vắng, nếu không nhỡ có ai thấy chắc tôi phải độn thổ vì xấu hổ. Chiến cuộc lan tràn tới tận làng quê của chúng tôi. Gia đình Sương dọn lên Sài Gòn. Trường và tôi, hai đứa cũng theo gia đình mỗi đứa một nơi. Rồi một hôm chúng tôi lại gặp nhau cùng một đơn vị. Còn Sương thì Trường không biết giờ này ở đâu. Cuộc tình học trò rồi xa rồi quên. Sáng sớm, còn đang ngủ thì Trường đã dựng đầu tôi dậy. "Ê, Phi Ô, dậy uống cà phê mày." Tôi cầu nhàu nhưng cũng nhảy xuống khỏi võng. Hai đứa tôi tà tà đi xuống quán người đẹp. Quán lá thật xinh nằm sâu trong vườn câu, trên vách treo vài giỏ lan rừng. Cả hai đứa chọn một bàn kê tầng trong góc. Ở đây rất gần quầy tính tiền của cô hàng cà phê. Cô hàng nghe tiếng động khoác tấm màn bước ra. Cả hai chúng tôi đều choáng váng. Một thân hình eo thon trong chiếc áo bà ba bằng lụa tím. Gương mặt thanh tú dễ thương, mái tóc dài buông xõa làm dáng nàng có vẻ liêu trai. "Xin hỏi hai ông dùng gì?" Nghe chữ dùng tôi hơi ngạc nhiên. À, thì ra cô nàng chắc ở tỉnh thành nào dọn về đây chứ không phải dân địa phương. Hơn nữa giọng hình như dân Nha Trang hay Phan Thiết gì đây, nghe dễ thương quá chừng. "Cô cho hai ly cà phê đá." Hai đứa tôi nhìn quanh một vòng trong quán, mắt tôi bỗng thấy hàng chữ viết nơi vách chỗ chúng tôi ngồi. "Phần em bưng nước rửa ly, kính xin quý khách đừng ghi sổ vàng. Quán nghèo." Có lẽ quán này có người ăn chịu rồi quịch luôn, nên cô hàng mới viết như vậy. Tôi lấy viết ghi thêm phía dưới: "Mai vàng nở khắp thôn trang, quán không bán thiếu tôi càng buồn hơn. Lính nghèo." Ngồi một lát, thằng Trường cứ lấm la lấm lét nhìn cô hàng.
anh chàng này có vẻ chịu đèn rồi. Bỗng nhiên thằng Trường khe khẽ hát: Gặp em trong quán nhỏ, bên kia mưa sông dài, tóc em vương màu mắt, khi xuân về sớm mai, tôi ngồi châm điếu thuốc. Giọng nó hay quá, lời nhạc như một bài thơ. Hình như cô hàng cũng bị giọng hát thằng Trường lôi cuốn, tiếng hát tiếp tục đều đều. Đời mình đâu dám hẹn, mơ lại phúc tương phùng. Giọng thiếu úy hay quá, Trâm chưa bao giờ nghe ai hát hay đến thế. À, thì ra cô nàng tên Trâm. Tôi và thằng Trường cùng la thầm như thế. Rồi từ đó, thằng Trường hay rủ tôi xuống quán uống cà phê. Đôi khi nó đi một mình, mấy lúc gần đây nó đi một mình thường xuyên hơn. Tôi thương nó như anh em ruột. Nó chỉ còn mẹ già và cô em nhỏ. Nó thường tâm sự với tôi: Mẹ tao muốn tao lấy vợ sớm để có cháu cho bà ẵm. Không có tao, bà nhìn thấy cháu nội cũng như thấy tao. Một hôm thằng Trường lôi tôi ra chỗ vắng, mặt có vẻ nghiêm trọng. Nó bảo: Lâu nay tao giấu mày, vì tao chờ khi nào chắc ăn tao mới nói. Ngập ngừng một chút, nó tiếp: Tao và Trâm yêu nhau. Cách đây một tháng tao có hỏi ý kiến Trâm và tao đã viết thư cho má tao. Bả mừng rỡ vô cùng. Sau cuộc hành quân này, tao xin phép mấy ngày về rước má tao xuống nhà Trâm bỏ trầu câu. Có thể chúng tao sẽ làm lễ cưới vào cuối năm nay. Tôi ôm chặt hai vai bạn mình như chia sẻ niềm hạnh phúc đang dâng trào trong nó. Đơn vị tôi hành quân bước sang ngày thứ ba thì chạm nặng. Địch cấp tiểu đoàn vây chặt chúng tôi. Thiệt hại của ta mỗi ngày một tăng. Chúng tôi cố thủ trên một ngọn đồi. Qua hôm sau được hai tiểu đoàn biệt động quân cứu viện. Địch bị đánh bật, bỏ chạy, quên mang theo vũ khí và xác đồng bọn. Đại đội của tôi thiệt hại trung bình, trong đó có hai sĩ quan bị thương nặng. Tôi lo lắng cho Trường. Linh tính như báo cho tôi tin chẳng lành. Tôi liên lạc liên tục và cuối cùng được biết sĩ quan bị nặng nhất đó là Trường. Một dáng người nằm im lìm bất động, mặt tái nhợt, máu nơi ngực vẫn còn ứa ra. Tôi hoảng hồn nhào lại, quỳ xuống bên cạnh. Khi biết chắc đó là Trường, tôi hét lớn, xô ngã người y tá qua một bên và gọi tên Trường rối rít. Một tay bịt chặt vết thương, một tay làm hô hấp nhân tạo, hai hàng nước mắt nhạt nhòa. Tôi thảng thốt gọi tên Trường khang cả cổ họng. Bỗng nhiên Trường khẽ cựa quậy, mắt mở từ từ. Tôi mừng rỡ bật lên tiếng cười trong vỡ òa nước mắt. Môi Trường mấp máy, tôi cúi xuống kê tai sát miệng Trường nhưng cũng không nghe được Trường nói. Tay Trường sờ soạng nơi ngực đầy máu và dừng lại nơi tấm thẻ bài. Miệng Trường mấp máy gọi tên người yêu nhẹ như gió thoảng. Tôi hiểu ý, đưa tay gỡ nhẹ bớt một tấm thẻ bài còn dính máu bỏ vào túi áo giáp của mình. Trường mỉm cười rồi thở hắt ra trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt nhạt nhòa đẫm lệ. Tôi đứng thẳng người đưa tay chào vĩnh biệt lần cuối cùng người bạn của mình. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, quay lại nhìn, đó là Đại úy Đức, đại đội trưởng. Tôi khẩn thiết xin ông cho phép tôi là người duy nhất báo tin Trường chết với Trâm. Ông khẽ gật đầu, cảm thông. Về đến hậu cứ, tôi ngủ vùi cho đến hôm sau. Thay quân phục chỉnh tề, nhìn lại trong gương một lần chót, tôi bước ra khỏi cánh cổng doanh trại, đi về hướng quán cà phê của Trâm. Trên đường đi tôi suy nghĩ miên man, đưa tấm thẻ bài, vật lưu niệm duy nhất của Trường cho Trâm. Không biết phải nói với Trâm như thế nào, phải khởi đầu ra sao, tội nghiệp cho Trâm quá, Trâm ơi. Khi nghe tiếng Trâm, tôi giật mình mới hay mình đã tới quán từ lúc nào. Anh Phi Ô, anh về hồi nào vậy? Còn anh Trường đâu? Tôi bối rối, lý nhí trong cổ họng. Trường nó có chút việc sẽ tới sau. Trầm hơi biến sắc. Nghe mấy chị vợ lính nói đơn vị anh đụng nặng lắm phải không? Đụng nặng. À không, không nặng lắm.
tôi bước vội vào quán, tới chỗ tôi và Trường thường hay ngồi. Trâm cho tôi xin hai ly cà phê đá. Nghe hai ly cà phê, mặt Trâm tươi tỉnh trở lại, mắt cứ nhìn ra ngõ như trong chờ Trường. Nhìn chiếc ghế chỗ Trường bỏ trống, lòng tôi buồn vô hạn. Tiếng Trâm làm tôi chợt tỉnh. Anh Phiô, anh làm sao vậy? Trông anh hình như bệnh. Và Trâm đưa tay ngăn tay tôi lại. Anh đừng khuấy nữa, ly cà phê chưa bỏ đường. Trâm vừa đi vừa nói. Để Trâm vào trong lấy thuốc cho anh. Đến lúc này tôi mới biết được rằng tôi không thể nào báo tin Trường chết cho Trâm. Tôi không đủ can đảm làm việc đó. Không thể nào báo cái tin khủng khiếp đó. Nó tàn nhẫn quá. Tôi không thể nhẫn tâm giết chết cả niềm tin và hy vọng của một người con gái đáng thương như Trâm. Người tôi như run lên. Trường ơi, mày tha thứ cho tao. Tao không thể nào làm nổi ước nguyện của mày lúc lâm chung. Tha thứ cho tao, Trường ơi. Toàn thân tôi run rẩy. Nghe tiếng bước chân của Trâm đi lên, tôi vội vờ cúi xuống cột lại dây giày để Trâm không nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của tôi như chực khóc. Thuốc cảm đây, anh uống đi. Tiếng Trâm nhỏ nhẹ nghe như tiếng hát của Trường. Đời mình đâu dám hẹn, mơ lại phúc tương phùng. Tiếng hát mượt mà của Trường cứ lớn dần, cuối cùng như một khối thuốc nổ nặng ký nổ tung trong đầu tôi, tan tác bi thương. Tôi đứng dậy và như người chạy trốn, lảo đảo bước ra khỏi quán vóc dáng siêu vẹo, bỏ lại sau lưng một người con gái mắt tròn xoe, ngơ ngác trông theo. Viết để tặng bạn tôi, cố trung úy Lê Đức Trường. Tặng những quá phụ chưa một lần lên xe hoa. Lê Phi Ô, tháng 5 năm 2011. Gặp em trong quán nhỏ.